À vâng, xin chào các bác và tất cả anh em đã quay trở về Nam Hero. Cũng khắc sắp Tết rồi đúng không ạ? Còn hơn 60 ngày nữa thưa các bác nhé. Hôm nay thì em bỏ từ cửa hàng ra còn hai cặp bát 40. Dành cho những bác nào thích những cái sự hầm hố này, khủng bố này. Mà hình thức trưng bày vẫn khá là ok. Thì hôm nay bên em mang ra đây hai cặp xin lỗi các bác, hai cặp loa bát 40. Mang ra xả kho thanh lý hàng trưng bày cho các bác coi nhé. Đồng giá 5 triệu. Đồng giá 5 triệu hai cặp này các bác nhé. Một cặp loa model rất là hot bên Nam Huy. Được các bác khách hàng đánh giá rất là cao. Đấy, model là SA12 các bác nhé, bát 40. Và tiếp theo là một cặp loa MX16 cũng bát 40 luôn các bác nhé. Hai con này thì có một cái đặc điểm chung là đều là gân vải xếp hết. Đấy, đều là gân vải xếp hết, cho tiếng bát rất là khỏe và căng. Những phân khúc bát 40 thì các bác chơi không cần chơi trầm các bác nhé. Và đặc biệt là hai con này thì đều chạy bằng 5 lực tiếng cơ bản hết. Khác nhau là một chép tay voi này. Đấy, một chép tay voi và một chép kèn thôi các bác nhé. Chép tay voi thì cũng là chép kèn thôi, nhưng mà hình thức của nó sẽ đẹp hơn đúng không ạ? Nhưng mà hình thức trưng bày của con SA12 này thì xấu hơn một chút về con MX16, về con này nó hơi xước này. Con này hơi xước các bác nhé. Con này thì hơi xước, xước sắc nhỏ một chút. Đấy, vẫn còn nguyên tem mác của công ty này. Đấy, con này thì hơi xước sắc nhỏ một chút. Còn MX16 này thì bên trên này cũng thế này, hơi xước một chút này. Hàng trưng bày thì anh em bê đi bê lại, là có hơi xước một chút thì các bác thông cảm nhé. Đấy, mang ra xả cho các bác một giá hết sức để yêu thương thôi. Và những giá lễ miết của cặp này đều hơn 7 triệu đồng các bác nhé, sấp xỉ 8 triệu. Đấy, nhưng mà hôm nay thì em mang ra đây xả cho các bác 5 triệu thôi các bác nhé. 5 triệu là chưa bao ship đâu. Con này thì thực chất là em không bao ship được cái giá đấy các bác nhé. Một kiện này đóng đi thì ít nhất phải tầm 300-400 nghìn đồng. Đấy, phí cước vận chuyển thôi. Đấy, tính hai kiện. Con này bát 40 gần vải xếp này. Đấy, một chung này, một chung to này, gần cao su này. Và hai tép giấy hỗ trợ các bác hát karaoke nhé. Và một chép tai voi rất là to và đẹp ở đây đúng không ạ? Model này SA12. Đấy, con này chạy bằng 5 đường tiếng cơ bản, 5 way speaker đúng không ạ? Pro. Đấy, và làm hoàn toàn theo công nghệ của Mỹ này. Trên vẫn có tem mác chính hãng của công ty, có mã QR. Con này thì bên em bị mất căng rồi. Con này mất căng rồi các bác nhé. Đằng sau sẽ là lỗ thông hơi này. Lỗ thông hơi này mở con loa nào cũng phải có đúng không ạ? Đằng sau sẽ là thông số công suất cực đại, con này sẽ là 450-650W. Độ nhạy 92 dB này, trở kháng 8 ohm. Cọc tín hiệu cọc đồng nguyên chất rồi, chống han rỉ rồi. Đấy, các bác nhìn này, hàng trưng bày thôi bên em để không han rỉ một chút nào các bác nhé, không han rỉ một chút nào. Em vẫn còn nguyên tem bảo hành này. Đấy, không han rỉ một chút nào cả đúng không ạ? Tiếp theo đó chính là một cặp loa cũng đến từ thương hiệu EB luôn, MX16 chạy 5 lực tiếng này. Đấy, cũng khá là giống so với phiên bản SA12 đúng không ạ? Hai con này thì giá thành sẽ khác nhau một chút. Giá thành của con SA12 sẽ cao hơn con này. Con này thì có 7 triệu mốt thôi. Đấy, bên em xả kho thanh lý cho bác mẫu trưng bày. Con này nhìn rất là đẹp luôn. Lèn bên trong màu xanh rồi. Thế là 10 tiếng, một bát 40, một chung và hai tép này và một chiếc kèn. Ok, nói sâu cao một chút về công suất cực đại các bác nhé. Công suất cực đại con này cũng là 450-650W đây. Độ nhạy 92 dB, trở kháng 8 ohm. Đấy, cũng đằng sau lượng khá là giống so với phiên bản SA12 đúng không ạ? Ok, thì này test qua chất âm thanh một chút cho các bác cùng nghe qua, để các bác cảm nhận rõ hơn về hai cặp loa này các bác nhé. Đầu tiên là một cặp loa MX16 các bác nhé. Đánh khá là ok các bác nhé, không còn trầm luôn. Ok, em sẽ chuyển xuống cặp SA12 các bác nhé. Chuyển xuống cặp SA12 cho các bác cùng nghe qua. Anh kê lui nó vào trong. Anh kê lui nó vào trong là được. Kéo lui vào trong là ok. Đấy, các bác đang quan tâm về những dòng loa như thế này thì các bác thể liên hệ trực tiếp qua bên Nam Huy các bác nhé, để bên em tư vấn và đặt hàng. Gần Tết rồi thì bên em đang xả rất là nhiều những mẫu trưng bày tại cửa hàng ra. Đấy, các bác có thể theo dõi thì nhận được những giá thành ưu đãi cực kỳ cao các bác nhé. Ok, tiến hành test qua chất lượng thành cặp loa SA12 các bác nhé. Thank you.
Ok, vừa rồi các bạn được cảm nhận qua chất lượng âm thanh rồi các bạn nhé. Các bạn đang quan tâm về những dòng loa bên xả trưng bày như thế này thì các bạn có thể trực tiếp qua số điện thoại 0976 366 855 để bên tư vấn bán hàng các bạn nhé. Ok, và bây giờ là xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.